Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền và xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Khai mạc hội nghị cấp cao APEC 2016 tại thủ đô Lima, Peru. Tỉnh Quảng Ninh sẽ kiểm tra tình trạng mất trộm nhũ đá, kể cả những nhũ đá nhỏ không có giá trị về kinh tế trong các hang động ở Vịnh Hạ Long. Lớp học tình thương chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện nước hay mua phấn bút của ông Tư giữa làng đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Gặp gỡ chàng trai quê ở Ninh Thuận, Dương Anh Vũ, từ học sinh bị đúp và làm tổn thương lòng tự trọng của gia đình, cho đến kỷ lục gia trí nhớ nhận được học bổng cao học ở New Zealand. Bất chấp tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, nhiều người nhập cư Mexico vẫn không từ bỏ giấc mơ. Thưa quý vị, đêm ngày 18 tháng 11 theo giờ Việt Nam tại thủ đô Lima của Peru, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, kêu gọi lãnh đạo các nước kiên quyết bảo vệ thương mại tự do trước các xu hướng chủ nghĩa bảo hộ ở Mỹ và châu Âu. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo 21 nước thành viên APEC trong hội nghị thường niên bị tác động mạnh mẽ sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và sự kiện người dân Anh bỏ phiếu ủng hộ London rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit trong cuộc trưng cầu dân Ý, Tổng thống Peru nêu rõ, tại Mỹ và Anh, các xu hướng chủ nghĩa bảo hộ đang lan rộng, cần phải đánh bại chủ nghĩa bảo hộ và đưa thương mại thế giới phát triển trở lại. Theo dự kiến, hội nghị cấp cao APEC 2016 tại Lima được tiến hành từ ngày 17 đến 20 tháng 11 trong bối cảnh tình trạng ủng hộ chống toàn cầu hóa gia tăng tại Mỹ và châu Âu. Theo nhận định của giới phân tích đưa ra trước thềm hội nghị cấp cao APEC lần này, sự kiện Brexit và việc tỷ phú Trump đắc cử đã tạo ra thách thức đối với các nước phát triển trong hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Tính đến thời điểm này thì ít nhất có 3 người thiệt mạng và 13 người khác đang bị mắc kẹt dưới hầm mỏ sau khi hầm bị sập vào cuối ngày 18 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Vụ việc này xảy ra tại mỏ đồng tư nhân Mazenskoy ở quận Sevan của tỉnh Sirte, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo, 3 thi thể được tìm thấy sau vụ sập hầm do sạt lở đất. 13 người khác vẫn còn đang mắc kẹt trong hầm mỏ. Các nhân viên cứu hộ và xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Theo đó, đội cứu hộ đang tìm cách để giải cứu những người này. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ sập hầm mỏ là do sạt lở đất từ cơn mưa lớn xuất hiện vào buổi chiều cùng ngày. Khoảng 7.000 cảnh sát đã được điều động ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để triển khai đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc biểu tình do hai nhóm Brexit và Áo Đỏ dự kiến tổ chức vào hôm nay 19 tháng 11. Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Najib Razak ngày 18 tháng 11 đã chỉ trích phe đối lập kích động tuần hành phản đối chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát cho biết lực lượng cảnh sát đã ở trong tình trạng sẵn sàng và sẽ không ngần ngại có những biện pháp trấn áp đối với bất kỳ ai vi phạm pháp luật và từ chối làm theo hướng dẫn. Trước đó, cảnh sát Malaysia thông báo sẽ phong tỏa tổng cộng 58 con đường tại 10 khu vực chính của thủ đô Kuala Lumpur từ 7 giờ sáng ngày 19 tháng 11 nhằm đối phó với cuộc tuần hành ở Brexit. Phong trào Brexit, những người ủng hộ mặc áo vàng đã lên kế hoạch tuần hành tại quảng trường độc lập ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur vào ngày hôm nay để kêu gọi cải cách bầu cử tại Malaysia. Trong khi đó, phong trào Áo Đỏ, những người cho rằng Brexit đang phục vụ cho lợi ích của nước ngoài nhằm lật đổ chính phủ Malaysia hiện tại, cũng công bố sẽ tiến hành một cuộc biểu dương lực lượng cùng thời gian và địa điểm với những người áo vàng. Philippines ngày 18 tháng 11 theo giờ địa phương đã tiến hành an táng thi hài của cố Tổng thống Ferdinand Marcos tại Nghĩa trang Anh hùng ở thủ đô Manila sau một khoảng thời gian căng thẳng do nhiều người phản đối. Hồi tháng 8, Tổng thống Rodrigo Duterte là người ra lệnh an táng thi hài ông Marcos, hoàn thành lời hứa lúc ông tranh cử Tổng thống để trả ơn cho gia đình ông Marcos. Thi hài của cố Tổng thống Ferdinand Marcos đã được an táng theo nghi thức quân đội tại Nghĩa trang Anh hùng Quốc gia ở thủ đô Manila. Ông Marcos là cựu binh, lãnh đạo quân du kích trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các tổ chức nhân quyền trước đó phản đối việc chôn cất thi hài nhà độc tài Marcos tại Nghĩa trang Anh hùng ở phía nam Manila. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Philippines vào hôm 8 tháng 11 đã ra phán quyết bác bỏ sự phản đối trên. Quyết định án táng ông Marcos ngày 18 tháng 11 cũng gây bất bình đối với nhiều người dân Philippines vì họ cho rằng gia đình ông đã giữ kín thời điểm tiến hành chôn cất.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin thì khoảng 14 giờ 45 phút ngày 17 tháng 11, một vụ nổ bốt điện nghiêm trọng ở đường Trương Nghị, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội khiến 5 người bị thương. Và theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, để cứu người bị nạn thì người dân xung quanh đã dùng nước lạnh để dội lên vết thương. Vâng, và cách sơ cứu này đã gây tranh cãi về tính đúng sai. Trong khi đó, theo các bác sĩ chuyên khoa thì đây là sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải khi sơ cứu người bị bỏng. Cụ thể, theo bác sĩ Nguyễn Hải An, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia, việc dội nước đá lạnh với mục đích giảm bỏng, giảm đau các nạn nhân bị bỏng nhiệt là sai. Vì nước quá lạnh sẽ khiến thân nhiệt hạ, gây ra hiện tượng co mạch máu, co cơ, khiến tình trạng bỏng trở nên nặng nề hơn, vết bỏng phồng rộp, đau đớn hơn. Cũng theo bác sĩ An, có nhiều nguyên nhân gây nên bỏng, vì thế tùy từng tác nhân mà có cách sơ cứu, xử lý vết bỏng khác nhau để tránh các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe người bệnh. Với trường hợp bỏng nhiệt, cách sơ cứu đúng cách là dùng nước sạch ở nhiệt độ thường, ngay lập tức dội lên vết bỏng để hạ nhiệt cho vết thương. Sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại các cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không bôi kem đánh răng hay là bất cứ dung dịch gì khác lên vết bỏng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết trong 10 tháng đầu năm nay đã ghi nhận khoảng 1.900 ca mắc quai bị tại nhiều địa phương. Trong số này có nhiều trường hợp đã bị vô sinh sau khi được chẩn đoán lâm sàng khi mắc căn bệnh này. Nơi có số ca mắc tập trung chủ yếu tại phía Bắc, trong số ca mắc có nhiều người trưởng thành. Các trường hợp mắc chủ yếu do tiêm không đầy đủ nên không có miễn dịch lâu dài. Ở trẻ nhỏ, quai bị là bệnh khá lành tính, có thể tự khỏi sau 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, ở lứa tuổi lớn hơn và người lớn mắc quai bị có nguy cơ bị biến chứng cao hơn, trong đó lo ngại nhất là viêm tinh hoàn ở nam giới. Đã ghi nhận các ca mắc quai bị nhập viện do viêm tinh hoàn đã vào điều trị tại bệnh viện này từ Hà Nội và một số tỉnh lân cận như Hải Dương, Bắc Ninh. Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội cũng cho biết gần đây có nhiều bệnh nhân đến khám hiếm muộn sau khi bị viêm tinh hoàn do quai bị. Liên quan đến thông tin phản ánh về hiện tượng chặt phá các măng nhũ đá ở một số hang động thuộc Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra. Và qua kiểm tra hiện trường thì chưa phát hiện nhũ đá bị du khách phá. Đoàn kiểm tra liên ngành đã đi thực địa tại các địa điểm đã được phản ánh như khu vực Ba Hàng, Vạn Cồn, Cặp La, Trình Nữ, Tiên Ông nằm trong danh sách Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Được Ban Quản lý Vịnh thực hiện bảo vệ 24/24 và không bắt gặp bất cứ một hiện tượng chặt phá nhũ đá nào. Trong khi đó, các địa danh như Quả Phao, Áng Lội được đề cập trên các trang tin lại không nằm trong khu vực Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mà nằm trong quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. Ngoài ra, hiện tượng các thạch nhũ tại các hang động trên Vịnh Hạ Long bị nứt vỡ xảy ra từ trước khi Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và nguyên nhân là do hoạt động kiến tạo địa chất gây ra. Sáng ngày 18 tháng 11, tại hội trường của Trung tâm Hội nghị Giáo dục diễn ra hội thảo về công tác biên tập xuất bản trong tình hình mới do Cục Xuất bản in và phát hành tổ chức. Đây là một buổi sinh hoạt nghiệp vụ được diễn ra thường niên nhằm góp phần đưa ra những vấn đề còn tồn đọng trong công tác biên tập cũng như giải quyết và đề ra những hướng đi đúng đắn của ngành xuất bản hiện nay. Theo ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản in và phát hành nhận định công tác xuất bản có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và sự phát triển của mỗi quốc gia. Vậy nên vấn đề biên tập của các nhà xuất bản cần phải nhanh nhạy, có chuyên môn và đáp ứng được nhu cầu của công tác xuất bản cũng như thực tiễn đời sống xã hội. Trong hội thảo, các nhà xuất bản cũng đặt ra những đòi hỏi, thách thức đối với công tác biên tập hiện nay, rằng xu hướng trẻ hóa đội ngũ biên tập vừa tạo sự năng động, sáng tạo, dễ dàng tiếp cận với những cái mới. Biên tập trẻ, khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xuất bản sách, có trình độ ngoại ngữ giỏi, nhưng lại thiếu bản lĩnh chính trị, thiếu kinh nghiệm thực tiễn và có xu hướng thương mại hóa với hoạt động xuất bản. Trước những vấn đề đặt ra, cần có một sự nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện với lực lượng biên tập viên để từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm xây dựng quy hoạch có tính chiến lược đối với lực lượng biên tập viên của các nhà xuất bản. Quý vị đã bao giờ đọc một cuốn sách hay là xem một bộ phim mà nội dung của chúng khiến mình rưng rưng cảm động và những thứ đã góp phần làm thay đổi nhân sinh quan của quý vị? Có lẽ giữa cuộc sống hối hả hiện nay thì những thứ có thể khiến ta thay đổi như vậy ngày càng ít ỏi. Thế nhưng ngày hôm qua, bộ phim Đáng Sống của đạo diễn Đặng Hồng Giang đã làm được điều đó. Sau lửa thiện nhân lấy đi nước mắt của rất nhiều người và truyền lửa đến cho bao người về tình yêu và sự sẻ chia, thì nay Đáng Sống lại tiếp thêm cho những người xem sự lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống này. Bởi đúng như đạo diễn Đặng Hồng Giang đã nói là mỗi câu chuyện một lối thoát đó không chỉ của riêng các nhân vật mà còn dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang bi quan và tuyệt vọng. Đáng Sống là câu chuyện của ba người.
một phụ nữ tri thức đã vượt qua tột cùng của đau thương, chết chóc để quyết giữ lại mầm sống mang hình hài của người chồng. Một doanh nhân vượt qua tột cùng suy sụp, tuyệt vọng để giữ lại sự sống cho chính mình trước căn bệnh ung thư gan ác tính. Và một người nông dân vượt qua tột cùng của sự sợ hãi để tìm một con đường mưu sinh giữa làn danh mỏng manh của sự sống và cái chết. Tất cả họ đều đồng ý trải lòng mình trong Đáng Sống của đạo diễn Đặng Hồng Giang. Giang bên đoàn quay phim họ về rồi nó họ nghe như đứa họ gì chưa tính thì nói tên đó cái bảo cái ông cũng là nuôi con cũng do đi ra phải liều được họ khó khăn ông phải đi mà con cái học khá thì cũng cứ đi thì chú Giang lên nói rồi tôi nói là thì cũng được mà từ một cái đó cũng nghĩ ra là nói do cái chết cái chóc họ cũng làm nữa từ đó là họ cũng biết đó là một cái khó khăn thì tùy theo cái người họ sẽ phim họ nghĩ. Thực ra thì nếu mà nói về cá nhân ấy thì là tôi sẽ rất là muốn giữ lại cái chuyện đấy cho mình. Nhưng mà về một cái ý nghĩa khác ấy thì là bởi vì anh Giang cũng bảo chuyện này nó có tính chất nhân văn nên là tôi cũng muốn là coi như thông qua câu chuyện này thì chia sẻ cho tất cả những bạn cùng cảnh ngộ với mình. Buổi ra mắt phim tại BHD Vincom số 2 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội, họ xuất hiện chân thật, giản dị như chính câu chuyện họ kể trong phim. Một lần nữa, họ truyền nghị lực và niềm tin, hy vọng, tình yêu và cuộc sống cho những người xung quanh. Tôi đều thấy rằng là đằng sau đấy nó có sự động viên những con người khác, tức là nó có sức lan tỏa như kiểu truyền lửa và để cho những người ta sẽ có cuộc sống này có rất nhiều bất hạnh và nhiều tai ương và con người ta sẽ đều phải không bằng cách này cách khác người ta sẽ đều phải vượt qua để sống. Thì khi họ xem những bộ phim như thế thì tôi thấy sẽ là có những cái gần như là động lực để mà mình sẽ vươn lên. Nó không chỉ nói lên cho mọi người biết mà có thể dâng lên, có thể cả thế giới khi xem bộ phim này người ta sẽ cảm động mà người ta biết rằng là đâu đó ở một nước nào đó ở Việt Nam ở vùng nào đó có những người còn khổ như thế và làm sao đó để giúp đỡ người ta. Sau Lửa Thiện Nhân, đây là tác phẩm phim tài liệu thứ hai mà đạo diễn Đặng Hồng Giang giới thiệu tới đông đảo công chúng. Chúng đều giản dị nhưng chứa đựng câu chuyện lớn và một quan điểm, cách nhìn vô cùng sâu sắc về con người, xã hội của người tạo nên chúng. Trên một cái nền tảng tâm lý xã hội chung trong những năm gần đây thì như bạn đã thấy là hơi nặng nề và thậm chí tôi phải nói có lúc nó rối ren. Thế thì nó không đến mức độ như thế đâu, xã hội nó không đến mức độ như thế đâu. Nhưng do cái ảnh hưởng của sự phát triển của các loại hình truyền thông, quá nhiều các loại hình truyền thông, Zalo, Facebook, Viber, email đủ các kiểu cả. Thế thành ra là khi có một chuyện tiêu cực, bạn nói được, tôi nói được, người A, người B nói được, cả xã hội nói được, thành ra là nó tạo nên một cái hiệu ứng, tạo nên một hiệu ứng. Trong khi những câu chuyện rất là đẹp thì lại cứ chìm đi. Và nữa là lòng tốt của con người nó cứ chìm đi nhưng mà nó không chìm. Họ kể bình tĩnh câu chuyện của mình và gửi tới công chúng một thông điệp nhân văn sâu sắc rằng cuộc đời thật đáng sống, đừng bi quan, tuyệt vọng mà hãy đứng lên sống tiếp. Khúc ruột miền Trung vẫn đang oằn mình khắc phục thiệt hại của bão lũ. Gia đình tang thương, khốn khó kéo theo, nhiều nhà cửa tài sản hay trường lớp bị cuốn trôi hay hư hỏng nặng. Thầy trò và học sinh thì đã trở lại trường, nhưng còn đó là bao thiếu thốn về trang thiết bị, đồ dùng học tập. Và trong bối cảnh đó thì thầy và trò trường liên cấp Pascal tại Hà Nội vào ngày 18 tháng 11 đã có buổi lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam rất ý nghĩa với chủ đề 20 tháng 11 cho thầy trò vùng lũ. Các tiết mục văn nghệ của học sinh trường liên cấp Pascal, nhóm giáo viên nhà trường cũng có tiết mục múa hát hướng về miền Trung với tên gọi Quê em miền nước lũ do chính các cô giáo trong tổ ngoại ngữ tham gia viết kịch bản và sản dựng vũ đạo. Như tiết mục này đã để lại cho các học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh sự xúc động sâu sắc. Đặc biệt nhất trong buổi lễ là phần công bố danh sách những tấm lòng vàng đã gửi đóng góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua khó khăn. Có
con rất tự hào khi tặng những món quà nhỏ cho các bạn miền Trung, và con mong sẽ các bạn miền Trung sẽ có được sách vở để đi học và không còn lũ lụt nữa. Chương trình này thực sự là nó xuất phát từ cái ý tưởng của phụ huynh và các thầy cô trong nhà trường, nó muốn nhân một cái dịp 20 tháng 11 là một cái ngày lễ rất là có ý nghĩa, và cùng nhau để làm một cái việc ý nghĩa hơn nữa. Các phụ huynh cũng như các thầy cô giáo muốn chuyển toàn bộ những cái bình thường mà mọi người hay tặng hoa các thầy cô, thì bây giờ những cái bó hoa đó sẽ được chuyển thành các phần quà để tặng cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở những nơi vùng lũ lụt miền Trung. Đây chỉ là chương trình nằm trong dự án thiện nguyện Sống để yêu thương của nhà trường. Mục đích của nhà trường là giáo dục các con sống để yêu thương, học là để yêu thương. Thì chúng tôi muốn nhắn nhủ một điều rằng là tất cả các bạn học sinh ở trường Pascal nói riêng và tất cả những bạn học sinh ở trên khắp cả nước nói chung, hãy chung tay đoàn kết để chia sẻ những khó khăn hoàn nạn với tất cả những cái bạn mà còn đang khó khăn ở các cái vùng xa xôi, hẻo lánh, cũng như là vùng đồng bào miền Trung của mình đang rất là khó khăn. Hy vọng rằng với tấm lòng sẻ chia và tình yêu thương của thầy và trò trường Pascal, những chuyến xe ấm áp nghĩa tình sẽ mau đến với các bạn nhỏ của trường mầm non và tiểu học Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ còn hôm nay nữa là đến ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Như thông lệ thì khoảng thời gian này, nhiều người bắt đầu lựa chọn hoa để mua tặng thầy cô giáo. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, giá hoa đã tăng đột biến. Một trong những nguyên nhân khiến giá hoa tăng cao được cho là do mưa lũ kéo dài. Dịp lễ 20 tháng 10 chỉ cách lễ 20 tháng 11 một tháng, khiến cung không đủ cầu, dẫn đến giá hoa tăng gấp nhiều lần. Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ ở quận 10, hầu hết nhiều loại hoa đều tăng cao gấp 2 đến 4 lần. Thường giá hoa hồng chỉ dao động từ 3 đến 4 ngàn đồng một bông, nay tăng lên 8 đến 9 ngàn đồng một bông. Hoa cúc, sa lem, lan thái, vàng anh, hướng dương, cẩm tú cầu cũng đồng loạt tăng. Theo nhiều tiểu thương tại chợ hoa, năm nay mưa bão kéo dài khiến hoa ở miền Trung không có hàng. Tại Đà Lạt, tình hình hoa năm nay cũng không khả quan do thời tiết diễn biến bất thường. Nhiều trận mưa lớn diễn ra gây ảnh hưởng đến việc cung ứng hoa ra thị trường, khiến giá hoa Đà Lạt tăng mạnh. Ngoài ra, dịp lễ 20 tháng 10 qua chưa bao lâu đã tới 20 tháng 11 khiến cung không đủ cầu. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá hoa tăng mạnh. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 11, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chào mừng lễ kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam trong không khí tươi vui và ấm cúng. Hầu hết tất cả đều háo hức với buổi lễ được tổ chức sớm và ngắn gọn, tập trung nhiều vào phần hội dành cho cả thầy và trò. Chỉ mới 7 giờ sáng nhưng không khí tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thế Bình đã vô cùng nhộn nhịp. Cả thầy và trò đều háo hức với buổi lễ 20 tháng 11 được tổ chức khá sớm thay vì rơi vào ngày nghỉ. Ngày 20 tháng 11 được tổ chức sớm là làm em thấy được thoải mái hơn về thời gian, được vui hơn và được quay lại với thầy cô có thời gian nhiều hơn. Phần hội nên nhiều hơn phần lễ, tại vì mình sẽ rút ngắn hơn được thời gian chờ đợi quá lâu. Qua đó em xin kính chúc quý thầy cô 20 tháng 11 thật vui vẻ, luôn thành công trên con đường giảng dạy của mình. Việc nhiều trường tổ chức ngày lễ 20 tháng 11 sớm vừa tiện ngày làm việc, vừa tiện cho học sinh, và đặc biệt là các cựu học sinh khi muốn tri ân những người thầy, người cô đã từng dìu dắt mình. Khi mà đi vào thực tế giảng dạy thì có nhiều cái niềm vui, có một số những cái nỗi buồn. Nhưng mà động lại đất đó tức là những cái kỷ niệm của người thầy, đặc biệt là đối với học sinh, cái thế hệ học sinh mà mình đào tạo đó. Khi gặp lại các em thì các thầy rất là xúc động. Như một thông lệ, ngày 20 tháng 11 không chỉ là dịp để các thế hệ học trò gửi lòng tri ân tới thầy cô, mà còn là dịp để chúng ta một lần nữa cùng nhau nhìn lại chặng đường của ngành giáo dục và lắng nghe nhiều hơn nữa tiếng nói của những người đã và đang hàng ngày đứng trên bục giảng, nhất là trong những năm gần đây. Việc đổi mới và xây dựng ngành giáo dục của thành phố còn tồn đọng nhiều bất cập. Bồi hồi xúc động vì mình được nhận những tình cảm của học sinh cũng như học sinh mới dành cho mình. Trong năm nay thì có rất là nhiều biến động cho ngành giáo dục. Nhân dịp này thì cũng mong là Bộ Giáo dục quan tâm đến ngành giáo viên hơn nữa về hai mặt. Những cái thay đổi của Bộ trong các kỳ thi nó cập rập quá, làm cho giáo viên cũng như học sinh trở tay không kịp. Cái thứ hai nữa là cái lương của ngành giáo dục nó quá là thấp.
Dù trong điều kiện và hoàn cảnh như thế nào, thì 20 tháng 11 vẫn luôn là cơ hội để mỗi người trong chúng ta, dù đã ra trường hay đang ngồi trên ghế nhà trường, được dịp tỏ lòng biết ơn tới những người thầy, người cô. Tại xóm nghèo ngay giữa làng Đại học Thành phố Hồ Chí Minh có một lớp học tình thương miễn phí của thầy Huỳnh Văn Phê, các học trò và người dân quanh đây hay gọi là thầy Tư. Hơn 20 năm, lớp học này đã trở thành nơi ươm mầm trí thức cho nhiều thế hệ học trò có hoàn cảnh khó khăn. Tuy tuổi đã cao, thế nhưng thầy Tư vẫn miệt mài, hàng ngày cặm cụi chỉ bài và dạy học cho từng em học trò nghèo. Ở lớp học tình thương này, cứ đều đặn 7 giờ mỗi sáng thứ hai đến thứ sáu, các em học sinh bắt đầu ngồi nghe ngắn để bắt đầu buổi học. Phần lớn các em theo học ở đây đều cùng cha mẹ từ quê lên Sài Gòn. Nhiều gia đình là lao động nghèo, phần lớn không đủ điều kiện cho con đến lớp. Với tinh thần yêu trẻ, yêu nghề dạy, đem con chữ, cái tình đến với các em có hoàn cảnh khó khăn, lớp của thầy Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện, nước, mua phấn, bút. Có em hoàn cảnh quá khó khăn, thầy lại dạy miễn phí vì chẳng nỡ thu tiền. Và cứ thế, lớp học đầy tình thương này đã tồn tại được hơn 20 năm qua. 5 năm trước em chơi không biết gì hết. Ông Tư dạy em biết đọc, biết hát, biết cộng, biết trừ, biết làm toán luôn. Cái lớp học này á, thì ông cũng mong cho nó kéo dài để cho những cái đứa học trò nghèo nó không có chỗ đến trường thì nó học để nó biết chữ. Thì cái trước tiên mình ở đây là cho nó biết đọc, biết viết để nó biết tôn trọng và giữ luật pháp của nó. Rồi sau khi đó rồi nó mới lo cho được cho cái bản thân của nó. Ở lớp học tình thương này có một lớp cho các em từ mẫu giáo đến lớp 2. Lớp còn lại dành cho lớp các em từ lớp 3 đến lớp 5. Nhiều sinh viên trong các đội công tác xã hội của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham gia hỗ trợ thầy Tư, giúp việc đem con chữ đến với các em được nhân rộng hơn. Mình đến đây bởi vì mình rất thích trẻ em, nên là mình muốn dạy các em, giúp cho các em biết được những bài vở, giúp các em dạy, các em đọc chữ. Nhiều khó khăn là cơ sở vật chất và sách vở vẫn chưa được trang bị đầy đủ. Và các em nhiều khi cần phải đi làm thêm, nên là rất khó khăn trong việc đến lớp học thường xuyên. Mong muốn lớn nhất của thầy Tư là lớp học này sẽ được duy trì mãi mãi, để các em biết được con chữ. Và hơn hết là giúp các em hiểu rằng cuộc sống này luôn có những điều tốt đẹp. Nổi lên từ top 5 cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2015 và đạt giải gương mặt đẹp nhất, trước đó thì danh hiệu thể hình đẹp nhất trong cuộc thi Miss Ngôi Sao, siêu mẫu Diễm Nhung đã có một con đường khá thuận lợi và đi xa hơn nữa. Tuy nhiên một thời gian ngắn, người ta thấy vắng bóng cô siêu mẫu trên các sàn catwalk. Và mãi đến tháng 11 năm 2016, Diễm Nhung mới bắt đầu trở lại trong các hoạt động giải trí. Sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn và phong cách trình diễn tự tin, Diễm Nhung trở lại khá nhẹ nhàng với các sàn diễn. Lần này là với trang phục áo dài đỏ cùng một số người mẫu trong màn biểu diễn được chuẩn bị khá cầu kỳ, từ make up, làm tóc đến trang trí móng tay. Được biết hình ảnh này có tên Sắc Xuân, được biểu diễn tại Thẩm mỹ viện New tại số 555 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Diễm Nhung trình diễn với tà áo dài là một lợi thế khi khoe được hình thể đẹp, đường cong và dáng dấp siêu mẫu, nhưng vẫn rất truyền thống. Trước đó đánh dấu sự trở lại với sàn diễn, Diễm Nhung cũng đã tỏa sáng trên sân khấu phong cách và cuộc sống đầu tháng 11 2016. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán. Đây là khoảng thời gian mà nhiều chị em phụ nữ bắt đầu rục rịch may và lựa chọn may cho mình những bộ dài, bộ áo dài diện trong mùa xuân. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì những buổi triển lãm trưng bày áo dài bắt đầu nở rộ. Trong đó những bộ áo dài cách tân được cách điệu từ họa tiết thổ cẩm các dân tộc Việt Nam đặc biệt thu hút sự chú ý của du khách. Nhiều người dự đoán đây sẽ là mẫu áo dài mốt cho mùa xuân năm nay. Năm 2015, áo dài cách tân trở thành xu hướng được ưa chuộng và phát triển mạnh mẽ. Bởi sự tiện dụng, năng động, độc đáo, nhưng vẫn giữ được vẻ duyên dáng của áo dài Việt Nam. Và hiện nay, với sự kết hợp với nét văn hóa độc đáo của thổ cẩm, áo dài cách tân ngày càng được yêu thích. Thì cái áo dài này thì thứ nhất là mình mua với mục đích là để Tết ý, mình ra Bắc mình chơi.
tế. Với cái thứ hai nữa là cái màu sắc của nó cũng khá là trẻ trung, nó mấy cả nó cũng không bị nóng như cái áo dài truyền thống của mình. Nó dài truyền thống những cái vải thường là nó bó sát người quá, cái này thì nó vừa tầm thôi. Cũng theo dòng chảy cách tân mà cách kết hợp với áo dài cũng có nhiều khác biệt. Thay vì diện cùng quần lụa ống suông rộng, người ta có thể diện cùng quần skinny, quần Âu hay thậm chí là diện cùng chân váy. Ngoài ra, điểm cộng lớn nhất của áo dài cách tân thổ cẩm là sự mát mẻ, không gò bó, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc. Áo dài cách tân phối thổ cẩm của tụi mình là được sử dụng từ cái thổ cẩm dệt tay của người dân tộc Ba Na. Người ta bắt đầu từ cái việc là sợi bông tự nhiên người ta hái ở trên rẫy về, sau đó người ta sẽ nhuộm. Cái chất liệu nhuộm thì là của những cái loại rất là thiên nhiên như là hạt điều, nghệ hoặc là đất hoặc là cà phê hoặc là vỏ cây. Từ đó nó khiến cho cái thổ cẩm của mình thứ nhất là nó có sự đặc sắc về màu, về những cái hoa văn dệt, về cả cái sự kết hợp của nó nữa. Thì khi đưa lên áo dài, nó sẽ là sự kết hợp giữa hai cái sự văn hóa truyền thống. Một là của cái áo dài văn hóa truyền thống của người Việt Nam, hai là cái chất thổ cẩm là cái rất là đặc trưng của người dân tộc nữa. Thì vừa dân tộc Kinh, vừa là người dân tộc Ba Na nữa, nó kết hợp lại với nhau thì mình cảm thấy có một câu chuyện ở trên cái áo dài của mình. Riêng cái sản phẩm về thổ cẩm sợi bông thì nó đã không nóng rồi. Nó không nóng, bông sợi bông hoặc 100% nó sẽ không nóng. Nhưng nó giữ nhiệt cho con người mình thôi. Thì mình đưa lên cái áo dài cách tân thì áo dài cách tân nó đã là nó ngắn hơn và nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Ngày nay, chiếc áo dài truyền thống dần dần được cải biến cho phù hợp với nhịp sống hiện đại. Thay vì đi mua những món trang phục thời thượng, áo khoác, quần hay những chiếc váy ôm sát, nhiều quý cô không ngại đặt may riêng cho mình một thiết kế áo dài để đi chúc Tết. Và áo dài cách tân thổ cẩm dự đoán sẽ là mốt trong dịp xuân năm nay. Mở đầu chuyên mục điểm báo là một bài viết đăng tải ở trên trang 8 của báo Lao Động. Cấm kinh doanh trong chung cư thiếu chế tài xử phạt. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp không thực hiện đăng ký đặt trụ sở hoặc chi nhánh văn phòng đại diện trong các căn hộ chung cư. Điều đáng nói, việc cấm sử dụng chung cư làm văn phòng đã được quy định trong luật và có hiệu lực thi hành từ tháng 6 năm nay. Song đến nay, việc sử dụng chung cư làm văn phòng, nhà hàng, quán cà phê vẫn tràn lan, trong khi cơ quan quản lý chưa thể xử phạt vì thiếu chế tài. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khi được hỏi về chuyện quản lý việc đặt trụ sở hay hoạt động kinh doanh trong nhà chung cư, đại diện các ban quản trị chung cư đều cho rằng các vi phạm về kinh doanh tại căn hộ khó được xử lý. Bởi lẽ nếu ghi nhận được có căn hộ kinh doanh thì ai lập biên bản, ai có thẩm quyền xử phạt, cho đến nay vẫn chưa rõ. Chính quyền không xử phạt, trong khi ban quản trị chung cư cũng không có thẩm quyền, chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở. Tuy quy định là vậy nhưng hiện nay không có chế tài, lực lượng nào để kiểm soát hoạt động đặt văn phòng kinh doanh trong các tòa nhà chung cư. Cũng liên quan tới vấn đề nhà chung cư, trên báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trang 7 có bài viết Ngộp thở với chung cư. Không có không gian sinh hoạt chung, thiếu nghiêm trọng chỗ để xe, chợ cóc hàng quán mọc la liệt, giao thông ùn tắc tê liệt, đó là tình trạng nhức nhối của hầu hết khu đô thị chung cư cao tầng. Ngay cạnh khu Trung Hòa Nhân Chính, khu vực quanh phố Nguyễn Như Con Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng có gần chục khối nhà cao tầng. Nơi đây đang bị quá tải nghiêm trọng về giao thông và hạ tầng xung quanh. Nhưng ngay cạnh đó, gần 10 dự án chung cư, trung tâm thương mại vẫn mọc ồ ạt, có tòa nhà cao đến 35 tầng với quy mô tới 1.600 căn hộ. Còn tại một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các khu chung cư cũng lần lượt mọc lên, trong khi đường không được mở rộng. Đoạn đường Trịnh Đình Thảo từ ngã tư kênh Tân Hóa đến ngã tư Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú dài khoảng 1 km nhưng có đến 5 dự án chung cư xây dựng san sát và 3 chung cư đã cho người vào ở. Ông Trịnh Quang Thành, Chánh Văn phòng Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội xác nhận việc quá tải về hạ tầng giao thông, khu vui chơi, bãi đỗ xe tại các khu đô thị chung cư là có, nhưng theo ông đó chỉ là hiện tượng, muốn xác định nguyên nhân và bản chất thì vẫn còn nhiều vấn đề. Trên trang 9 của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay đăng tải bài viết xây dựng thành phố thông minh, thành phố Hồ Chí Minh cần có cách tiếp cận mềm. Bài viết là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Hồng Ngọc, giảng viên khoa kiến trúc trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng chia sẻ. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Ngọc cho rằng cách tiếp cận mềm mang tính nhân văn cho các vấn đề của đô thị là đặc điểm không thể thiếu của thành phố thông minh. Trước tiên cần phải xác định xây dựng thành phố thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh là công việc phức tạp và phải chuẩn bị công phu. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Ngọc cho rằng thành phố Hồ Chí Minh hãy bắt đầu bằng những khu vực tương đối nhỏ.
khi lựa chọn địa điểm cho dự án, cần nhận rõ cái gì đã có và cái gì có thể cải thiện thêm. Chẳng hạn hệ thống cơ sở hạ tầng và hạ tầng công nghệ thông tin tương đối đầy đủ của khu vực là một tiền đề tốt. Vấn đề tiếp theo là cải thiện thêm hệ thống này. Với xu thế hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh có thể kết hợp vận dụng việc xây dựng thành phố thông minh với việc thí điểm đổi mới cơ chế, dần dần thực hiện thể chế hóa việc xây dựng chính quyền đô thị. Tuy khu vực xây dựng thành phố thông minh không cần có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tương đối tốt, mà còn phải sẵn sàng cho việc ứng dụng các chính sách cởi mở và mới của thành phố, như là những chính sách hấp dẫn nhân tài, phát triển tinh thần sáng tạo của doanh nghiệp. Thưa quý vị, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có cảnh báo tình trạng vàng giả, vàng kém chất lượng được làm cực kỳ tinh vi sẽ khiến người mua phải thiệt hại nặng nề. Và trên báo Thanh Niên trang 6 trang 7 có bài viết Cảnh giác kim loại lạ trong vàng. Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, những miếng vàng trộn bột kim loại vào trong được sản xuất bằng công nghệ tinh vi và đáng chú ý, loại bột lạ này chưa xác định được là chất gì và chìm trong vàng khi nóng chảy ra. Khi đưa vàng vào máy kiểm tra thì cho kết quả là 99%, nhưng thực tế đưa ra phân tích thì chỉ có khoảng 40% là vàng. Ngay cả người buôn vàng lâu năm có kinh nghiệm cũng khó có thể phát hiện được. Một thỏi vàng bán từ 400-500 triệu đồng thì loại vàng dởm này có giá chỉ khoảng từ 105 đến 120 triệu đồng. Cách đây vài năm, nhiều chiêu độn Wolfram vào vàng khá phổ biến thì gần đây việc độn kim loại cao cấp hơn. Với chiêu thức được đưa vào vàng tỷ lệ bột kim loại gần 60% mà người thợ không phát hiện ra được bằng các phương pháp đo thì kỹ thuật sản xuất các loại vàng này của tội phạm là khá tinh vi. Và để phát hiện loại vàng dởm này, người mua quan sát bề mặt vàng không được sáng bóng. Khi cắt ngang miếng vàng và kiểm tra dưới kính hiển vi, cường độ phân giải cao có thể phát hiện ra một số dấu vết lạ rất nhỏ xuất hiện ở bên trong. Với những dấu hiệu như vậy, người mua cần kiểm tra bằng các phương pháp khác kỹ hơn. Vô tư chăn nuôi trong vùng đất chết là nhan đề bài viết của phóng viên Trần Thế đăng tải ở trên trang 7 của báo Nông thôn ngày nay. Vùng lân cận khu công nghiệp Lê Minh Xuân ở Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh lâu nay được xem là vùng đất chết, ô nhiễm nặng nề do hơn 100 công ty thuốc trừ sâu, dệt nhuộm, hóa chất, xì mạ sa thải ra môi trường. Tuy nhiên, nhiều nông dân tại vùng này vẫn trồng trọt chăn nuôi bất chấp chính quyền nhiều lần khuyến cáo. Năm 2004, với khao khát nuôi bò thịt, vợ chồng chị Hoàng Thị Hưng ở xã Lê Minh Xuân tìm đến mảnh đất hoang vắng của nông trường Lê Minh Xuân, thuê đất làm trại nuôi bò. Chị cho hay, vài năm gần đây đàn bò cái có triệu chứng sinh non, quái thai, chết lưu, làm thiệt hại tới thu nhập của gia đình. Hỏi tại sao lại có hiện tượng này thì chị Hưng thổ lộ do đàn bò thả rông, khi khát nước lại uống nước ở dưới kênh bị ô nhiễm. Chị cho hay, nước ở tất cả các kênh trong khu vực này giờ đều đã ô nhiễm, đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Đàn bò thì có biết gì, cứ thế là uống nước. Tiếp tục với bài viết được đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trang 13 với nhan đề Gieo chữ trồng người nơi đảo xa. Xuất thân trong một gia đình nghèo của tỉnh Thanh Hóa, sớm thấu hiểu được những khó khăn vất vả của các em học sinh nơi đảo xa, thầy giáo Lê Xuân Quyết đã quyết định viết đơn xin được ra đảo sông Tử Tây, thuộc huyện Trường Sa, Khánh Hòa với khát khao cháy bỏng là mang con chữ đến với những học sinh nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. 4 năm cống hiến nơi đảo xa, thầy Quyết vẫn nhớ như in những ngày lễ các em học sinh trên đảo động viên thầy bằng những lời chúc kẹp lên trang sách đặt ở bàn giáo viên, nét chữ nắn nót khiến thầy hết sức xúc động. Nói về những khó khăn nơi mình công tác, thầy Kiều cho biết mỗi lần đi công tác trên các con tàu nhỏ lúc đêm về thường bị sóng biển đánh hết quần áo, rồi say sóng chóng mặt nhức đầu. Những ngày trời lạnh, sóng to biển động, tàu không chạy thì không có rau xanh, thịt và một số thức ăn cần thiết thì cũng hết. Tất cả những thứ đó thì chắc hẳn người giáo viên nào trên đảo cũng sẽ gặp phải. Tiếp theo chương trình, gặp gỡ chàng trai quê ở Ninh Thuận, Dương Anh Vũ. Từ học sinh bị đút và làm tổn thương lòng tự trọng của gia đình, cho đến kỷ lục gia trí nhớ nhận được học bổng cao học ở New Zealand. Bất chấp tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, nhiều người nhập cư Mexico vẫn không từ bỏ giấc mơ mình. Thiên thần nội y Martha Hahn tiết lộ quá trình luyện tập cực khổ trước mỗi show diễn thường niên của Victoria's Secret. Thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện kỳ lạ về khả năng kỳ diệu của một con người. Đó chính là khả năng ghi nhớ. Ai trong chúng ta cũng đều biết là khả năng này không phải là trời phú. Đó là sự rèn luyện của một quá trình lặp đi lặp lại mang tính chất khoa học để bộ não có thể sắp xếp hệ thống và ghi nhớ. Bộ não của chúng ta giống như một căn phòng có diện tích cố định, các dữ liệu từ cuộc sống vốn giống như những món đồ. Người không biết sắp xếp sẽ làm cho căn phòng bừa bộn quá tải, muốn tìm một vật gì cũng khó. Còn người biết sắp xếp khoa học thì sẽ hiểu rằng chỉ giữ lại những thứ cần thiết
sẽ luôn ghi nhớ và tìm ra được thứ mình cần. Những chia sẻ của kỷ lục gia Dương Anh Vũ sau đây sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về điều đó. Ít ai biết rằng là trước khi được gọi với danh xưng kỷ lục gia về trí nhớ thì Dương Anh Vũ từng là học sinh học kém từ lớp 1 đến lớp 9. Vậy anh đã làm thế nào để trở thành người được 3 tổ chức kỷ lục thế giới có trụ sở ở tại Mỹ, Ấn Độ và Hồng Kông, bao gồm Quỹ Nghiên cứu Hỗ trợ Kỷ lục Thế giới, Sách Kỷ lục Thế giới Hiren và Sách Kỷ lục Công nhận lập 4 kỷ lục về trí nhớ học thuật. Và trước khi đến với phần chia sẻ của anh thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự sau. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Thuận, từ nhỏ Dương Anh Vũ trong mắt thầy cô, bạn bè, cha mẹ là người có thành tích học tập kém. Thậm chí anh còn bị ở lại lớp vào năm học lớp 3. Nhiều năm học sinh kém của trường và đến khi thi lên cấp 3, anh không thể đủ điểm để được nhận vào bất kể trường nào, dù là trường bán công. Từ một người có trí nhớ kém thì hiện nay được 4 hội đồng kỷ lục thế giới xác nhận là người giữ nhiều kỷ lục nhất trên thế giới. Anh đã ghi lại chính xác 108 cục dữ liệu khác nhau về văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội của 206 quốc gia trên thế giới, với 22.248 mục dữ liệu như tổng diện tích, dân số, thủ đô, trữ lượng dầu thô, GDP, GDP trên đầu người, tiền tệ, hệ thống chính trị, v.v. Ngoài ra, anh còn định vị chính xác 100% các địa danh trên một bản đồ thế giới trống. Câu chuyện vô cùng ấn tượng của Dương Anh Vũ như một minh chứng, chứng minh cho khả năng siêu phàm của bộ não con người. Dù bạn là ai, chỉ số IQ của bạn thấp như thế nào, thì bạn vẫn chưa phải là người có trí nhớ kém khi bạn tìm đúng phương pháp học. Cảm ơn anh Vũ đã đồng ý tham gia chương trình cùng với khán giả VTC14 ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình rất là vui vì hôm nay có mặt trên chương trình của VTC14. Được biết anh Vũ mới trở về Việt Nam sau khi được xác nhận là người nắm giữ nhiều kỷ lục nhất về siêu trí nhớ trên thế giới qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì Ly có thể thay mặt khán giả thử thách trí nhớ của Vũ ngay bây giờ được không ạ? Ok bạn, nhưng thực sự ra thì mình cũng nói trước là từ Ấn Độ về thì thực sự ra thì mình rất là mệt. Cái não mình có thể gọi là đang ở tình trạng bị trơ. Cho nên nếu mà có vấn đề gì thì mong các bạn thông cảm. Rồi ok, thì bây giờ bạn có thể test mình. Bộ quốc sử đầu tiên của dân tộc Việt Nam là gì? Bộ quốc sử đầu tiên của dân tộc Việt Nam là cuốn sử Đại Việt Sử Ký, được biên soạn bởi nhà sử học Bản Nhãn Lê Văn Hưu, và nó được hoàn thành vào năm Thiệu Long thứ 15 năm 1272 dưới thời vua Thánh Tông Hoàng Đế. Bộ luật thành văn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là gì? Bộ luật thành văn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam được gọi là Bộ luật Hình thư. Bộ luật này được ấn hành và cho ra sử dụng vào năm 1042. Và bây giờ Ly xin thử thách cái khả năng mà nhớ hơn 20.000 số pi của Vũ nhé. Dãy số pi mã số bắt đầu là 02093312212. Và những dãy số tiếp sau là gì ạ? Những số tiếp theo là 1810352368005131206767. Vậy thì một dãy số khác xem như là 602020220. Ok. 602022 0 72 3 600 309 501 527 968 8 9 3 4 2 1 8 5 1 8 0. Bảng dữ liệu thống kê diện tích các quốc gia trên thế giới thì có khoảng 15.000 con số nói về tổng diện tích. Vậy thì Vũ có thể nói như là về Indonesia đi ạ. Thống kê gần đây nhất thì diện tích của đất nước Indonesia, quốc gia mà có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, diện tích của nó là 1.919.440 km². Sri Lanka sao? Sri Lanka là quốc gia thuộc khu vực Nam Á, có thủ đô là Sri Jayawardena Putrajaya. Đây là quốc gia có thủ đô dài nhất trên thế giới. Nó có tổng diện tích là 65.610 km². Qua những gì bạn chia sẻ, quả thực thì tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vì theo tôi được biết thì trước kia, khi còn là học sinh từ năm cấp 1 cho đến năm hết cấp 2, thì cái lực học của bạn khá là kém, thậm chí là bị học lại lớp và không thể lên được cấp 3. Vậy thì từ cái nguyên nhân nào mà lại khiến bạn thành công như vậy ạ? Từ lớp 1 cho đến hết cấp 2, mình đã từng ở lại lớp vào năm lớp 3. Mình đã từng thi lại vào các năm 2, lớp 3, lớp 4, lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Lý do mình tiếp tục đi học, mình quyết tâm học là bởi vì mình phát hiện ra là bố mẹ mình rất buồn.
và người khác coi thường bố mẹ mình, bởi vì bố mẹ mình đã sinh ra mình một đứa con học rất dốt. Và mình quyết định học bổ túc và học ngày học đêm, và quyết định học lại cả những sách lớp 6, lớp 7, trong khi đó mình đã là học sinh cấp 3. Là chỉ đơn giản mình mong muốn sẽ có một ngày người ta công nhận mình. Trong quá trình mình đang xác lập kỷ lục thì đôi khi bên xác kỷ lục kêu mình dừng lại. Lúc đó mình rất là sợ, mình nghĩ là chắc họ không ưng ý một cái gì đó. Họ kêu mình lại thì họ bảo là: bạn có chắc chắn là bạn từng ở lại lớp không? Bạn có chắc chắn là bạn là từng là một học sinh thi lại và tệ ở Việt Nam không? Và họ hỏi là bạn có từng bị chấn động não không? Họ lặp đi lặp lại những câu hỏi rất là nhiều lần trong quá trình mình xác lập kỷ lục. Tức là chính bản thân họ cũng không ngờ rằng là mình có thể nhớ được khối lượng dữ liệu lớn như vậy. Vậy bạn hiểu như thế nào là một học sinh dốt? Thực sự thì có rất là nhiều nhóm học sinh nằm trong cái nhóm được gọi là dốt. Thì mình có phân ra hai nhóm cơ bản. Nhóm thứ nhất là học sinh học dốt bởi vì nó lười, nó lì và nó không muốn học. Cái nhóm học dốt thứ hai là nó ngộ nhận rằng nó dốt, nó nghĩ rằng nó không thông minh. Cho nên chính cái điều suy nghĩ đó dần dà nó đã áp chế cái tinh thần học tập của nó lại. Đó là hai nhóm cơ bản. Những nhà làm giáo dục họ nghĩ rằng ô, nó dốt thì cái dốt nó cũng giống cái dốt đó. Và họ có quyền cho mình cái quyền gom hết tất cả những đứa dốt đó để dạy chung và dùng một phương pháp. Tôi nói với bạn, không có bất cứ phương pháp nào dạy chung cho tất cả học sinh dốt. Tôi có quyền nói điều đó với tất cả những người đang nghe tôi nói trong chương trình này, bởi vì tôi đã từng là học sinh dốt. Tôi hiểu thế nào là khái niệm của một học sinh dốt, và tôi biết rằng một học sinh dốt cần gì. Tôi nói với bạn, tôi không sợ một học sinh dốt, tôi chỉ sợ một học sinh lười biếng. Cái điều quan trọng là chúng ta, chính xã hội, chính nền giáo dục và chính các bậc làm cha làm mẹ cần phải biết con mình thuộc nhóm nào và có một chiều hướng giúp đỡ các em. Cảm ơn anh Vũ đã có những chia sẻ về chặng đường tìm tri thức của mình vô cùng ý nghĩa và khiến rất là nhiều khán giả khi xem chương trình này cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Và Ly cũng xin chúc anh Vũ ngày càng được thành công hơn trong con đường sự nghiệp của mình. Thưa quý vị, sau khi xem xong phóng sự vừa rồi, chắc hẳn chúng ta không thể phủ nhận trí nhớ học thuật siêu phàm của chàng trai 28 tuổi đúng không ạ? Nhưng anh chia sẻ thêm là anh lại có một điều rất lạ là dù nhớ được hơn 20.000 số pi nhưng mà Dương Anh Vũ lại không thể nhớ được các chi tiết nhỏ như là số điện thoại, ngày sinh hay là quên rút chìa khóa xe máy. Và thậm chí anh cũng từng bị bạn gái chia tay vì quên ngày sinh nhật của người yêu mình. Vâng, và thưa quý vị, hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút thú vị cùng với câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11. Từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 12, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á Suzuki Cup 2016 diễn ra tại Philippines và Myanmar. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi các trận đấu qua các kênh truyền hình của Việt Nam và các trang mạng. Tạm gác Thái Lan qua một bên, cơ hội giành cúp chia đều cho 4 ứng viên còn lại bao gồm Myanmar, Việt Nam, Malaysia và Philippines. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ không có nhiều hơn 15% khả năng đăng quang ở AFF Suzuki Cup 2016. Tối hôm nay, lễ trao giải Nhân tài đất Việt 2016 sẽ diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Với chủ đề vì chất lượng cuộc sống, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm có tính sáng tạo đột phá và ứng dụng thiết thực vào đời sống xã hội, góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam, đồng thời giải quyết những vấn đề nóng của xã hội như an toàn giao thông, an toàn thực phẩm. Ngày hôm nay tại khu đô thị Vinhome Riverside Hà Nội sẽ diễn ra lễ hội quốc tế 2016. Sự kiện bao gồm nhiều trò chơi truyền thống và hiện đại và các hoạt động thú vị là cơ hội cho gia đình và bạn bè có một thời gian vui vẻ bên nhau cũng như trải nghiệm sự sống động của các nền văn hóa qua tất cả các hoạt động. Ngày hôm nay tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra hội chợ hàng thủ công truyền thống Craftlink. Các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm làng nghề và các nhóm khuyết tật từ mọi miền đất nước sẽ đến trưng bày và bán các sản phẩm truyền thống của nhóm mình. Tất cả các nghệ nhân đều được trả lương công bằng và có điều kiện lao động tốt. Cư dân sống tại Hà Nội và khách du lịch cũng coi hội chợ là một nơi lý tưởng để mua sắm quà cho Noel. Ngày hôm nay tại nhà sách Thái Hà trên đường sách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình giao lưu cùng tác giả Trần Tiến Dũng và bạn đọc giới thiệu tác phẩm Không gian gia vị Sài Gòn. Đây là tập tùy bút thứ hai của tác giả, phần nào đó sẽ mở cho người đọc vào không gian gia vị Sài Gòn cũng như một vài địa phương gần gũi khác. Nguồn hương gia vị từ các món ăn, thức uống sẽ mời người đọc vào một cuộc hành trình, không phải trở về cũng không phải ra đi, mà đơn giản là cảm thụ trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện hữu. Thưa quý vị, không phải chỉ trong chiến dịch tranh cử mà mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vẫn cam kết sẽ sớm chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép ở nước này.
Có thể nói cam kết trên của ông Trump đã khiến hàng triệu người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ và cả những người di cư đang tìm cách vào nước này cảm thấy hoang mang lo sợ. Song nỗi lo về nghèo khổ, mất an ninh trật tự tại quê nhà đã lấn át tất cả nên nhiều người vẫn không muốn từ bỏ giấc mơ Mỹ. Lâu nay, con sông Suchiate ở thị trấn Tapachula, bang Chiapas, phía Nam Mexico là nơi chứng kiến nhiều người đến từ các quốc gia Trung Mỹ nghèo khó như Honduras, Guatemala, El Salvador mang theo hành lý để tìm đường vào nước Mỹ. Số người băng qua con sông này đã giảm sau khi tỷ phú Trump đắc cử tổng thống, nhưng cũng không quá nhiều. Đối với những người di cư nghèo khổ đang tá túc ở Tapachula, thì những lời đe dọa của ông Trump cũng không khiến người di cư từ bỏ những chuyến hành trình đầy nguy hiểm và nuôi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phương Bắc. Điều đó sẽ không bao giờ kết thúc. Bạn càng từ chối thì họ càng muốn tiếp tục và với nhiều cách khác nhau. Tất cả chỉ vì muốn một tương lai tươi sáng hơn. Chị Carolina đã tạm trú tại trại này hơn 20 ngày qua. Chị lo lắng về những tuyên bố gần đây của Tổng thống đắc cử Trump. Nhưng chị cho biết chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp. Tôi muốn đến nước Mỹ để tìm việc. Tôi muốn có tiền để nuôi gia đình của mình. Tình cảnh đói nghèo, không an toàn ở quê nhà đang đẩy những người di cư như chị Carolina phải chấp nhận rời quê. Kiếm tiền tại quê nhà khó khăn, đôi khi với số tiền kiếm được tôi cũng không mua được gì, rồi còn tình trạng bạo lực, mất an ninh đang lan tràn khắp nơi. Thật khó sống. Mặc dù biết rằng sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ, song họ vẫn muốn đến nơi mà họ nghĩ là thiên đường, đó là nước Mỹ. Luật pháp nhiều nước quy định công dân 18 tuổi trở lên mới được gia nhập quân đội, nhưng dường như luật định này không hề được thực thi ở Myanmar. Bởi những năm trước đây đã có rất nhiều trẻ em Myanmar phải đi lính và trực tiếp chiến đấu trên chiến trường. Những năm tháng đó luôn là nỗi ám ảnh đối với những đứa trẻ ở Myanmar, thậm chí ngay cả khi đã rời khỏi quân đội. Su Thet Tu là một trong những lính trẻ em ở Myanmar từng bị tuyển quân khi mới 16 tuổi và trải qua 2 năm đầy ám ảnh trong quân ngũ. Hiện giờ tuy đã giải ngũ nhưng những ký ức đó vẫn giống như một cơn ác mộng đối với Tu. Và công việc rửa xe hiện giờ giống như một chiếc phao cứu sinh giúp Tu thoát khỏi những ký ức kinh hoàng trước đây. Họ nói với tôi rằng nếu trốn không gia nhập quân đội, tôi sẽ bị bắt lại và nhốt vào tù. Và sau đó tôi sẽ phải ở lại đó rất lâu và sẽ không có cơ hội gặp được bố mẹ. Nhưng nếu tôi tự nguyện gia nhập, đó sẽ giống như những ngày nghỉ dưỡng vậy. Sau 4 tháng huấn luyện, Tu được gửi tới chiến đấu trên chiến trường ở tiểu bang Karen, nơi đang xảy ra các cuộc nổi dậy kéo dài. Tôi đã bị đánh đập dã man, nếu lỡ làm sai điều gì, cho dù đó là nhỏ nhất. Do đó tôi đã tập uống rượu để có thể vượt qua những ngày như thế. Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em trên thế giới đã từng lên án mạnh mẽ việc sử dụng lính trẻ em ở Myanmar. Cho đến năm 2012, sau khi quân đội nước này quyết định ngừng tuyển dụng thanh thiếu niên, hàng trăm trẻ em Myanmar đã được giải ngũ và trở về với gia đình. Tâm thần phân liệt là một hội chứng rối loạn thần kinh khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, với tỷ lệ 1 trên 100 người mắc bệnh. Và việc liên tục xuất hiện những tiếng nói kỳ lạ vang lên trong đầu chính là một biểu hiện đặc trưng của căn bệnh này. Và mới đây, các nhà khoa học thuộc một dự án nghiên cứu của châu Âu đang kỳ vọng rất nhiều vào việc sử dụng ảnh đại diện hay gọi là avatar để kiểm soát những tiếng nói này cũng như điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Mehdi Hafiz, 27 tuổi, đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt 4 năm trước đây. Căn bệnh này đã khiến Mehdi phải từ bỏ công việc nhân viên nhà hàng yêu thích của anh. Trước đây tôi thường nghĩ rằng tâm thần phân liệt chỉ có một biểu hiện đặc trưng thôi, nhưng không phải. Có rất nhiều biểu hiện khác nhau của bệnh này. Một số người nghe thấy tiếng nói trong đầu, một số khác gặp ảo giác, còn những người như tôi thì lại bị hoang tưởng. Tôi đã rất sợ hãi. Hiện anh là một trong 40 bệnh nhân tình nguyện tham gia vào một dự án nghiên cứu sử dụng ảnh đại diện để điều trị căn bệnh này tại một bệnh viện tâm thần miền Nam nước Pháp. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ tiến hành tạo một ảnh đại diện trên máy tính bằng cách lựa chọn khuôn mặt và giọng nói mà các bệnh nhân cho rằng đang tồn tại trong đầu của họ. Sau đó, hệ thống tích hợp môi của avatar với từng lời nói cho phép nhà trị liệu trao đổi với bệnh nhân thông qua hình đại diện ngay tức thời. Kết quả thử nghiệm khá khả quan khi các nhà nghiên cứu nhận ra những ảnh đại diện này có thể giúp giảm được tần suất những lần xuất hiện tiếng nói lạ trong đầu, cũng như giảm các ảo giác. Mất cân bằng giới tính đang là mối quan ngại ngày càng lớn tại các quốc gia châu Á. Theo thống kê, Ấn Độ hiện đang là một trong những quốc gia phải chịu ảnh hưởng lớn nhất của hiện tượng này.
Dự kiến đến năm 2060, tại Ấn Độ, cứ 100 phụ nữ thì có tới 160 nam giới trong độ tuổi kết hôn. Và điều đáng nói là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này đó chính là sự phân biệt giới tính hết sức nghiêm trọng đã dẫn tới việc các bậc phụ huynh chấp nhận sàng lọc giới tính trước khi sinh con. 10 năm trước, Sathuram Barwa từng nằm trong số rất nhiều đàn ông ở bang miền Nam Ấn Độ, Haryana, không thể kết hôn vì không tìm được cô dâu gần nhà. Sau đó, qua một người bạn, Barwa cuối cùng cũng đã tìm được một người ở cách nhà anh 2.700 km tình nguyện lấy anh. Đáng nói, cô dâu của Barwa nói loại ngôn ngữ khác với anh và tất nhiên phong tục tập quán của cô cũng khác anh. Quyết định mạo hiểm 10 năm trước của Barwa khi ấy khiến cả làng Sokhi kinh ngạc. Nhưng giờ đây, các trường hợp kết hôn như anh Barwa rất phổ biến bởi ở bang Haryana và những bang lân cận đang thiếu phụ nữ trầm trọng. Ở làng của tôi, có khoảng 200-250 thanh niên ở độ tuổi lấy vợ, nhưng vì không có phụ nữ nên họ không thể kết hôn. Thậm chí vì thiếu phụ nữ nên truyền thống nhà chồng đòi của hồi môn từ nhà cô dâu cũng dần bị thay đổi. Bố tôi qua đời vì ung thư, nhà tôi nghèo lắm và họ chẳng có tiền để làm của hồi môn cho tôi khi tôi lấy chồng, nhưng gia đình Barwa chẳng đòi hỏi gì hết, thế là tôi lấy anh ấy. Tại bang Haryana, tỷ lệ chênh lệch giới tính là cứ 1.000 bé trai thì mới có 834 bé gái. Còn tính trung bình ở Ấn Độ, tỷ lệ này là 1.000 bé trai thì có 919 bé gái, mức chênh lệch cao nhất kể từ năm 1947. Theo thống kê của Cục Thống kê Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, tình trạng chênh lệch giới tính đã dẫn tới gần 25.000 thiếu nữ và phụ nữ ở độ tuổi từ 15 tới 30 bị bắt cóc và bán làm cô dâu ở nước này vào năm 2013. Như thường lệ, lịch diễn của show nội y thu hút nhất hành tinh Victoria's Secret Fashion Show sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 11 tới và phát sóng lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 5 tháng 12 trên kênh truyền hình CBS tại hơn 190 quốc gia. Và càng gần đến những ngày sát với show diễn của Victoria's Secret thì dàn thiên thần nội y lại càng chuẩn bị giáo diết hơn cho show diễn hoành tráng nhất hành tinh này. Thư ký hợp đồng thiên thần năm 2015. Đến hẹn lại lên, đêm trao giải Grammy Latin 2016 thực sự là một bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động của những vũ điệu Latin đầy sôi động mạnh mẽ và những màn trình diễn ấn tượng tới từ các nghệ sĩ tham gia. Đặc biệt hơn là ca sĩ kiêm nhạc sĩ quá cố Juan Gabriel, nghệ sĩ hàng đầu của dòng nhạc Latin cũng đã nhận được vinh dự lớn lao này khi đạt tới 3 giải thưởng Grammy Latin, tiêu biểu với album Los Duo 2 đã đạt giải thưởng album của năm. Và dù đã qua đời vào 3 tháng trước, nhưng các ca khúc ballad về tình yêu và nỗi đau khổ của ông đã trở thành những bản thánh ca ở khắp Mỹ Latin, Tây Ban Nha và cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ, và đọng lại những dư âm khó quên trong lòng những người hâm mộ. Latin Grammy es para la bicicleta. Tại buổi trao giải, ca sĩ Shakira và Carlos Vives đã vinh dự nhận được 2 giải thưởng cho ca khúc đầy sôi động của mùa hè, La Bicicleta. Ca khúc này đánh dấu lần đầu hợp tác giữa hai ca sĩ này và đã đạt thành công hơn cả mong đợi của họ. Chúng tôi rất vui sướng và tự hào khi được hát lên bài ca đầy cảm động về tình yêu thương giữa con người với nhau nói riêng và tình yêu đối với quốc gia nói chung. Cặp chị em người Mexico Jesse và Joy được trao giải thưởng album pop vocal đương đại xuất sắc nhất với album Unbeaten Thomas. Còn tay chơi guitar với dòng máu lai từ Mexico và Mỹ nhận được giải thưởng album rock pop xuất sắc nhất với album Algo Sucede. Còn ca sĩ người Colombia Manuel Median cũng được nhận giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Thông điệp về tình yêu và sự đoàn kết được toát lên từ trong những bài hát và khiến nhiều người cảm thấy xúc động. Chúng tôi muốn gửi thông điệp tới cộng đồng Latino ở phía bên này biên giới. Chỉ cần vững tin, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể chống lại sự thù ghét và phân biệt đối xử vẫn còn đang hiện hữu. Không khí khán đài càng thêm phần dạo dực và phấn khích khi màn trình diễn được kết thúc bằng một nụ hôn say đắm giữa hai người và khi Lopez giới thiệu Anthony được nhận giải thưởng nhân vật của năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.